Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, thì trong ngày 13 tháng 7 đã diễn ra hai trận bán kết của giải U19 Đông Nam Á 2022. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi mà U19 Lào đã giành chiến thắng 2-0 trước U19 Thái Lan và U19 Malaysia đánh bại U19 Việt Nam với tỷ số 3-0. Hai đội bóng này đã vượt qua hai đối thủ mạnh hơn mình và hai đội bóng được đánh giá là ứng cử viên đăng ký nhất cho chức vô địch để vào chơi trận chung kết. U19 Lào sẽ gặp U19 Malaysia trong trận chung kết và đây là lần tái ngộ của hai đội bóng này ở giải đấu năm nay. Ở vòng bảng thì U19 Lào bằng cái đấu pháp hợp lý của mình chơi phòng ngự phản công thì đã có chiến thắng 1-0 trước U19 Malaysia để dẫn đầu bảng B. Bảng đấu mà U19 Lào toàn thắng với 12 điểm và U19 Malaysia chỉ được có 7 điểm thôi. Trận chung kết giữa U19 Lào với U19 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó thì U19 Thái Lan và U19 Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3 vào lúc 15 giờ 30 ngày 15 tháng 7. Có thể nói rằng là trận tranh hạng 3 của giải đấu hôm nay có thể coi là một cái trận đấu khá là bất ngờ. Người ta nghĩ rằng đây là trận chung kết, người ta dự đoán rằng đây là trận chung kết cơ. Tuy nhiên thì bất ngờ đã xảy ra và U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ phải tranh nhau ở hạng 3. Trong khi đó thì U19 Lào với U19 Malaysia sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Trận chung kết và trong lần tái ngộ này thì U19 Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn U19 Lào. Họ có nền tảng lực dồi dào hơn U19 Lào và họ đã hiểu được cái lối đá của U19 Lào khi gặp nhau ở vòng bảng rồi.